Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. VinFast vẫn tiếp tục mở thêm thị trường dù xe không bán được. Ngày 9 tháng 11, VOA tiếng Việt loan tin Phạm Nhật Vượng gặp tỷ phú Ấn Độ tìm thêm thị trường cho VinFast. Theo đó, ông Phạm Nhật Vượng, chủ tập đoàn VinGroup và là người giàu nhất Việt Nam, vừa gặp một trong những người giàu nhất Ấn Độ để thảo luận về cơ hội đầu tư trong bối cảnh hãng xe điện VinFast của ông Vượng đang muốn khuếch trương ở thị trường đông dân nhất thế giới. VOA cho biết, ông Vượng đã gặp ông Gautam Adani, nhà sáng lập và là chủ tịch tập đoàn đa quốc gia Adani, chuyên về phát triển và vận hành cảng tại trụ sở của Adani ở thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, ngày 8 tháng 11, báo chí trong nước đưa tin vingroup và ông adani đều cho biết cuộc gặp này là để hai tỷ phú bàn cơ hội hợp tác ở việt nam và ấn độ và đây là hình bản tin trên voa sau cuộc gặp voa cho hay ông adani đã đăng một bức ảnh chụp chung với ông vượng trên x trước đây là twitter và ca ngợi ông vượng như sau tôi thật sự được biết hành trình khởi nghiệp của nhà lãnh đạo có tầm nhìn này truyền cảm hứng từ kinh doanh mì ăn liền đến sản xuất nhiều loại xe điện và giải pháp pin tiên tiến cho sứ mạng di chuyển xanh toàn cầu. Tất cả thành công đều đạt được trong thời gian kỷ lục. VOA dẫn một tạp chí về ô tô của Ấn Độ cho hay, VinFast đang tính mua lại nhà máy của Ford tại Chennai, thành phố lớn nhất tại miền Nam Ấn Độ, thuộc bang Tamil Nadu. Đây là bước đi hướng tới tổ chức sản xuất xe điện ngay tại Ấn Độ thay vì nhập khẩu từ Việt Nam, giống như VinFast đã từng làm ở thị trường Hoa Kỳ. Nhà máy này có công suất 210.000 chiếc xe cho một năm, cùng với hệ thống hạ tầng và nhân lực có trình độ có sẵn gần các cảng biển và thị trường tiêu thụ, giúp VinFast nhanh chóng thiết lập sự hiện diện ở thị trường Ấn Độ. Ngoài ra, VOA dẫn một hãng tin khác của Ấn Độ cho hay, VinFast cũng bắt đầu tuyển dụng nhân sự cho văn phòng Ấn Độ của hãng ở thành phố Gugan, bang Haryana và sẽ bắt đầu triển khai bán hàng ở quốc gia này vào năm sau với 3 mẫu xe điện. Lãnh đạo VinFast cũng đã có cuộc gặp với 25 nhà bán lẻ ô tô tại Ấn Độ để bàn về việc mở đại lý. VOA cho biết thêm, với khối lượng tài sản lớn hơn 52 tỷ đô la Mỹ, ông Adani là người giàu thứ hai của Ấn Độ và xếp hạng 24 thế giới, theo ước tính của Forbes. Còn ông Vượng hiện là người giàu xếp thứ 614 thế giới với giá trị tài sản hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Và đây là hình doanh số bán hàng của VinFast vẫn cực kỳ khiêm tốn trong lúc hãng liên tục mở thị trường. Không rõ VinFast có đủ sức để thực hiện những kế hoạch khổng lồ của mình trong điều kiện vẫn đang làm ăn thua lỗ và ôm khói nợ khủng. Giá cổ phiếu thì sụt giảm thê thảm và sản phẩm làm ra bị ách tắc không bán được ngay tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và những đánh giá bất lợi từ giới chuyên gia tài chính, giới chuyên môn về ô tô, lãnh đạo VinFast vẫn luôn tỏ ra lạc quan, tin tưởng vào sự phát triển của hãng khiến nhiều người phải kinh ngạc. Theo báo dân trí, trong hồ sơ gửi Sở giao dịch chứng khoán Mỹ, VinFast cho biết muốn đầu tư hơn 1 tỷ đô la vào thị trường Indonesia cho mục tiêu dài hạn trong đó có xây dựng một nhà máy. Trước đó vào ngày 28 tháng 7, VinFast công bố khởi công nhà máy sản xuất xe điện tại khu công nghiệp Triend Innovation Point, hạt Chatham, bang Bắc Carolina tại Mỹ. Còn nhà máy ô tô đầu tiên của VinFast được đặt tại Hải Phòng, khánh thành vào tháng 6 năm 2019. Không rõ VinFast làm thế nào để bán hết số lượng xe do bốn nhà máy sản xuất ra. Trong khi ngay tại Việt Nam, VinFast chỉ bán được khoảng hơn 21.000 chiếc xe trong 9 tháng đầu năm 2023 mà chủ yếu là tự bán cho chính mình. Quả thật, nhiều người Việt rất ngưỡng mộ về khả năng sử dụng phép thắng lợi tinh thần của Phạm Nhật Vượng và VinFast. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. VinFast vẫn tiếp tục mở thêm thị trường dù xe không bán được. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Bài học nào cho Việt Nam từ câu chuyện Israel và Hamas? Ngày 8 tháng 11, BBC Tiếng Việt có bài bình luận của tác giả Thục Quyên với tựa đề Chuyện Israel, Hamas và bài học cho chính sách ngoại giao đu dây. Theo tác giả, tháng 2 năm 2022, khi Nga tiến hành cuộc xâm lược Ukraine, Israel rơi vào một tình thế tế nhị về mặt ngoại giao. Giống như Mỹ và phương Tây, Israel phản đối cuộc xâm lược của Nga, nhưng lại cần sự hỗ trợ của Moscow để có thể tấn công các lực lượng tay chân của Iran tại Trung Đông. Do đó, để đáp trả sự hiếu chiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Israel đã chọn lựa cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraine, nhưng tránh các viện trợ quân sự, bỏ ngoài tai những chỉ trích của Hoa Kỳ và từ chối tham gia lệnh trừng phạt Nga của phương Tây. Mặt khác, từ nhiều năm, Bất kể những rủi ro của chính sách thực dụng, Israel cũng đã tăng cường quan hệ kinh tế với Trung Quốc và thu được những khoản đầu tư khổng lồ từ nước này. Tuy nhiên, tác giả nhận xét, nếu chính phủ Netanyahu tính toán rằng việc tiếp cận chiến lược với Nga và Trung Quốc sẽ mang lại kết quả ngoại giao khi Israel cần, thì phản ứng của hai nước này đối với sự kiện thảm sát do Hamas gây ra đối với thường dân và binh lính Israel vào ngày 7 tháng 10 đã là một cú giáng lạnh lùng vào Israel và đây là hình bài bình luận trên BBC tác giả cho hay ngay sau cuộc thảm sát Mỹ đã gửi viện trợ đến Israel và hai hàng không mẫu hạm cấp tốc được đưa tới khu vực cùng với một danh sách dài các nhà lãnh đạo phương Tây đến thăm Israel để thể hiện tình đoàn kết họ coi nhà nước do thái tương đương một Ukraine mới biểu tượng của sự thống nhất và quyết tâm của phương Tây, đồng thời khẳng định Israel là đồng minh thân cận. Trong khi đó vẫn theo tác giả, không một lời kết án Hamas, Putin chỉ lên tiếng để đổ lỗi cho sự thất bại trong chính sách của Hoa Kỳ ở Trung Đông. Trong khi hoàn cầu thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cáo buộc phương Tây và Hoa Kỳ thổi bùng ngọn lửa và tạo ra những trở ngại đáng kể cho việc giải quyết khủng hoảng đi kèm với lập trường chống Mỹ và chống phương Tây của họ là thái độ gián tiếp buộc tội Israel bằng cách chống chế, phớt lờ và thậm chí là bào chữa cho hành động của Hamas. Không những vậy, tác giả cho biết rất nhiều thông điệp chống Do Thái xuất hiện trên các phương tiện truyền thông xã hội ở Trung Quốc. Miêu tả Israel là những kẻ khát máu và người Mỹ gốc Do Thái có quá nhiều của cải và ảnh hưởng ở Mỹ đồng thời Israel biến mất khỏi bản đồ trên các trang web lớn của Trung Quốc. Vì các phương tiện truyền thông xã hội quốc tế luôn bị kiểm duyệt gắt gào, nên câu hỏi được đặt ra về thông điệp mà lãnh đạo Trung Quốc đang ngầm tung ra. Và đây là hình lập trường thực dụng của Việt Nam về xung đột Israel và Hamas. Tác giả cũng cho biết, thái độ của Nga thẳng thận hơn sau cuộc tấn công đẫm máu của Hamas Putin đã mô tả hành động trả đũa của nhà nước Do Thái với hành động của Đức Quốc xã khi xưa. Ngày 26 tháng 10, Nga lại đón tiếp một phái đoàn Hamas do Moshe Abu Maksud dẫn đầu và một phái đoàn Iran do Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Banki Kani dẫn đầu. Đồng thời, chủ nghĩa bài Do Thái ngắm ngầm từ trước đã làm bùng lên các sự kiện ở Dagestan. Hàng trăm người biểu tình xông vào sân bay Makaskala, truy lùng hành khách do Thái trên chuyến bay đến từ Tel Aviv. Tác giả dẫn lời ông Rabbi Goldsmith, cựu giáo sĩ trưởng đạo do Thái ở Moscow, cho rằng cuộc bạo loạn này phải do cơ cấu chính phủ xúi dục hoặc chỉ đạo bởi ở Nga chính phủ kiểm soát chặt chẽ. Tác giả bình luận mục tiêu chính của Nga và Trung Quốc có lẽ là muốn nhân đây đẩy Mỹ ra khỏi Trung Quốc chứ không phải mang tính xây dựng giúp ngưng chiến và tái tạo hòa bình là vấn đề cần thiết nóng bỏng cho Trung Đông và cho thế giới. Thái độ của Nga và Trung Quốc hiện nay là tiếng chuông cảnh tỉnh cho Việt Nam và những quốc gia đang chủ trương đu dây hay cân bằng quyền lực giữa họ và các nước phương Tây. Tác giả đặt vấn đề, những toan tính lớn chiếm biển đảo của Việt Nam chỉ có thể đến từ quốc gia phía Bắc là Trung Quốc. Nếu bị tấn công thì nội lực của Việt Nam nằm ở chỗ nào? Kinh tế, chính trị hay văn hóa xã hội? Và chắc chắn là Việt Nam không thể mong chờ bất cứ một trợ giúp nào từ một nước Nga suy sụp đang nương giữa chính Trung Quốc. Nên câu hỏi là nội lực của Việt Nam có đủ để Mỹ và phương Tây thấy xứng đáng để đầu tư giúp Việt Nam đối đầu với Trung Quốc hay không? Tác giả kết luận câu chuyện Israel là bài học lớn để Việt Nam suy nghĩ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bài học nào cho Việt Nam từ câu chuyện Israel và Hamas? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới